Rồi, chào mọi người. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kềm cắt gạch ha. Của hãng Celery ha. Đây, cái kềm này của hãng Celery ha. Cầm rất là chắc tay nha mọi người, cái cô ha. Đây. Đây là cái kềm dùng để cắt gạch. Thì nó thiết kế á, là nó dạng là loại rọc nha, dao rọc nha, chứ nó không có dùng lưỡi ha mọi người ha. Dao rọc thì dao rọc này nó sẽ có là hai đầu, ví dụ đầu này mòn nó quay lại cắt đầu này, nó rọc là hai đầu đó. Thì nó thiết kế là trên miếng chữ A đây nó có kẹp cao su để chúng ta bóp gạch lên nó cứng lên, nó không bị mẻ cạnh đó. Nó không bị dập đó, bị mẻ đó. Hàng Seri được cái thiết kế cầm rất là chắc chắn ha, đó, cầm rất là chắc chắn mọi người ha. Thì cái dao này nó giới thiệu thêm cái dao này thì nó chỉ thiết kế có một chút xíu vậy thôi, nó tầm nè, nó khoảng từ đây tới đây thôi. Nó giống như là những cái dao mà của những cái lưỡi cắt hợp kim á, đó, nó chỉ hàng chút xíu là vô đây thôi ha, dành để chúng ta cắt những gạch thôi. Khi mà mòn thì chúng ta mòn cái này thì theo tôi nghĩ không biết có mài là được hay không, thì tôi chưa thử ha. Thì nó chỉ có chút xíu như vậy thôi ha. Nếu mà nó mòn quá, chúng ta mài quá hết cái bếp này thì chúng ta sẽ dùng cái dao này đó. Và cái dao này cũng vậy, thí dụ như cái hai cái dao này nó mòn rồi đó thì chúng ta có thể thay cái lưỡi và cắt gạch vô đây vẫn được nha. Thay cái lưỡi cắt gạch vô, cái lưỡi nhỏ đó ha, có ốc sẵn nè, thay vô và tôi xài tiếp, không cần phải bỏ nguyên cái kềm đó. Rất là đẹp ha. Thì phụ kiện của nó là gồm gì? Gồm cái này. Cái phụ kiện cái này là dùng để cái cử gạch đó. Ví dụ ta bắt vô đây hai cái bát đây nè, hai cái lỗ đây nè, hai cái lỗ này cho hàng vô đây, bắt ở đây và để cử như gạch. Bắt như vậy nè. Đó. Bắt đây là để cử cái kẹp này để ta cắt đó. Ví dụ ta cần cắt cái khoảng từ cái lưỡi này ra đây là bao nhiêu? Hay là từ cái lưỡi này ra đây là 10 thì chúng ta chưa cần cắt. Gạch vô đây cặp này 10 mới cắt thôi. Trên cái cử này nó có hiển thị số nè. Cái này tới 8 rồi chứ. Này tới 8 ha. Cử này có số. Đó, thông thường chúng ta xài cử này thì lâu lắm ha. Nó sản xuất chúng ta thêm cái cử cho nó tiện lợi thôi, nhưng mà thật sự chúng ta cũng ít xài lắm. Cắt nhanh thì chúng ta được cái thước ta cử là cắt là nó lại nhất ha. Rồi, thì hôm nay ta có gạch sẵn ở đây, tôi sẽ cắt thử cho mọi người xem ha. Nha. Trước tiên ta nói là cái kềm này chỉ cắt gạch men mềm thôi nha mọi người. Dù ở đây là gạch men, gạch này dùng để ốp ha, ốp tường, ốp nhà tắm, ốp toilet gì đó đó. Này, nó phù hợp với gạch men nha, chứ đá là không cắt được nha, nói trước ha. Đó, gạch với gạch men thôi. Những cái gạch men nhỏ vậy thì chắc là nghĩ là ok ha. Giờ tôi cắt thử mọi người xem nha. Thì chúng ta cắt thì đưa thước cho chúng ta cử thôi ha. Thì ông này anh ta cặp cái thước này cử đó, rồi khi mà cắt có cái đường rồi đó thì đây nè, có cái đường đây ha, thấy chưa, người thấy cái đường không, đưa vô cái bấm. Khi mà đưa thì cái mép này nè, nằm ở này nè, nó nằm ngay cái tim, nằm phía dưới nha, nó thẳng với tim dưới ha. Đó, làm thẳng hoặc bóp á, thì mọi người bóp thì cũng vừa tay. Ví dụ cái này á, ta bóp là vừa tay thôi, mà nếu mà bóp mạnh quá thì nó sẽ nảy gạch lên thì nó sẽ bị mẻ cái mép này thôi. Để ta bóp thử ha. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp nha, rất là đẹp nè. Bóp mạnh quá thì cái này nó sẽ bị mẻ ha. Đó, mạnh quá thì cái này nó sẽ bị mẻ. Cái đường cắt men rất là đẹp ha, chỉ phù hợp với men thôi nha. Rồi, thì các bạn, tôi xin cắt tiếp cho người xem ha.
Rồi, mọi người thấy đường cắt rất là đẹp không? Thì tôi cũng xin giới thiệu thêm á, là cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì cái này á, nó sử dụng cái là lưỡi dao rọc. À, thì cái lớp men này trên đây á, chúng ta chỉ cần là rọc một cái đường nhẹ thôi là nó sẽ có thể là phá vỡ cái lớp men trên đây, và dùng cái kềm này chúng ta dùng lực chúng ta bấm xuống á, là nó sẽ tự động sẽ tách ra, nó sẽ tách viên gạch ra cho chúng ta. Đó. Thì cái dao này có chức năng với là nó phá vỡ cái lớp men trên bề mặt thôi, thì chúng ta cắt ra dễ dàng ha, nên chúng ta mọi người thấy đó rất là dễ dàng ha. Với cái thứ hai nữa lưu ý thêm là những cái gạch này là rất là mềm mềm, khi mà chúng ta dày cắt nhỏ ra quá đó, thì nó sẽ dễ bị gãy ở giữa. Ví dụ như chúng ta cắt xé ra làm nhiều mảnh nhỏ thì nhỏ quá thì cắt không có được đâu. Ví dụ như nhỏ quá thì nó sẽ bị bể, ở đây nó bể ngầm ở khoảng giữa này ha. Thì bây giờ tôi sẽ thử cái viên gạch này xem có nó bị bể không, mà thông thường tôi theo kinh nghiệm tôi là nhỏ quá là nó sẽ bị bể đó nha. Thì đấy mọi người lưu ý nha, thì viên gạch này chúng ta sẽ cắt